thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 15 tháng 5 năm 2021, hội nghị trực tuyến người ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa 10 tiếp xúc cử tri vận động bầu cử trên địa bàn thành phố Thủ Đức, đơn vị bầu cử số 3 đã diễn ra. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại điểm cầu chính, hội trường số 43, Nguyễn Văn Bá, phường Bình Thọ, thành phố Thủ Đức. Tham dự hội nghị có lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thủ Đức, các ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa 10, ban chấp hành các tổ chức chính trị, xã hội và đại diện cử tri tại các khu phố trên địa bàn các phường của thành phố Thủ Đức. Ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân Phạm Quốc Bảo đã trình bày chương trình hành động cụ thể của mình, thu hút sự quan tâm của cử tri trên địa bàn thành phố Thủ Đức. Tại buổi tiếp xúc, hội nghị đã giới thiệu tóm tắt tiểu sử của các ứng cử viên Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa 10 tại đơn vị bầu cử số 3. Tiếp đó, các ứng cử viên đã có phần trình bày chương trình hành động cụ thể nếu trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa 10. Trong phần trình bày của mình, ứng cử viên Phạm Quốc Bảo, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh để làm tròn trách nhiệm mà cử tri tin tưởng ủy thác bằng kinh nghiệm, năng lực của bản thân và trên cương vị đang công tác, ông Phạm Quốc Bảo sẽ nỗ lực làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất để đạt được các kết quả cụ thể, có hiệu quả thiết thực mang lại sự hài lòng cho cử tri. Đặc biệt trong lĩnh vực mà ông đang công tác là ngành điện lực thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, ông Phạm Quốc Bảo cũng nhận thức sâu sắc rằng trách nhiệm của người đại biểu Hội đồng nhân dân có hoàn thành hay không ngoài nỗ lực bản thân còn phải dựa vào cử tri. Do đó, gần dân Tôn trọng dân, luôn lắng nghe ý kiến của người dân và chia sẻ những khó khăn bức xúc của người dân là nhiệm vụ hàng đầu của người đại biểu Hội đồng nhân dân. Nếu được cử tri tin tưởng bầu chọn là đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa 10, ông Phạm Quốc Bảo cam kết thực hiện nghiêm túc các mục tiêu đề ra trong chương trình hành động của mình. Sau phần trình bày của các ứng cử viên, đa số bà con cử tri trên địa bàn thành phố Thủ Đức đã bày tỏ đồng tình, tin tưởng và đánh giá cao chương trình hành động của các ứng viên. Nhiều cử tri cũng đã đóng góp nhiều ý kiến về chương trình hành động của các ứng cử viên, đặc biệt là phần trình bày của ứng cử viên Phạm Quốc Bảo về các vấn đề mà cử tri thành phố Thủ Đức đang quan tâm như tạo thêm nhiều việc làm, giảm nghèo bền vững, đảm bảo chăm sóc y tế cho tất cả người dân, nhất là trong điều kiện phòng chống dịch bệnh COVID-19, vấn đề cải thiện môi trường sống, phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị, vấn đề nhà ở cho người lao động, người có thu nhập thấp. <laughs>